Bi hãy cho biết, trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi khối lượng tịnh 397 gram, số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp? Đúng rồi, tiếp tục đi. Còn trên vỏ túi bột giặt Omo có ghi 500 gram, số đó chỉ gì? Đúng rồi, tiếp tục đi. Bây giờ hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để ghép vào chỗ trống trong các câu trên bảng. Đúng rồi, tiếp tục đi. 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 Bi biết không, trong hệ thống đo lường hợp pháp của Việt Nam, đơn vị đo khối lượng là kg, ký hiệu là kg. Kg là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở Viện Đo lường Quốc tế ở Pháp. Các đơn vị khối lượng khác thường gặp: gam, ký hiệu là g, 1 gam bằng 1 phần ngàn của kg. Miligam, ký hiệu là mg, 1 miligam bằng 1 phần ngàn gam. Hectogram còn gọi là lạng, 1 lạng bằng 100 gram. Tấn, ký hiệu T, 1 tấn bằng 1000 kg. Tạ, 1 tạ bằng 100 kg. Người ta đo khối lượng bằng cân. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng cân Robert Van để đo khối lượng. Trên hình là một cân Robert Van. Nó gồm có các bộ phận: đòn cân, đĩa cân, kim cân và hộp quả cân. Cách dùng cân Robert Van như sau. Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc điều chỉnh số 0. Đặt vật đem cân lên một đĩa cân, đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp, sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ. Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của vật đem cân. Còn có một số loại cân khác nữa. Bi hãy thử ghép các tên cân vào các hình cho đúng đi xem nào. Đúng rồi, tiếp tục đi. 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 Đố Bi biết, trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông, trên có ghi 5T, số 5T có ý nghĩa gì? Đúng rồi, tiếp tục đi.
Mọi vật đều có khối lượng sữa trong hộp, khối lượng bột giặt trong túi, vân vân. Chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong túi, vân vân. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó. Đơn vị của khối lượng là kg, ký hiệu là kg. Người ta dùng cân để đo khối lượng,